Mến chào quý khán giả đang theo dõi chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, mới đây Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng 2024, tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ 6 chương trình được tổ chức. Trong chương trình, các đại biểu đã được nghe những câu chuyện về các điển hình tiên tiến, được giao lưu, gặp gỡ, trao đổi với các nhân chứng lịch sử, chuyên gia, những nhân vật nổi tiếng có uy tín và sức ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng xã hội. Những câu chuyện được kể, những tấm gương điển hình tiêu biểu toàn quốc trong chương trình đã góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phát biểu tại chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, gần 95 năm qua, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác Lênin đã trở thành ngọn đuốc soi đường, đưa cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng vượt mọi thác ghềnh, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên nhiều kỳ tích. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương các tập thể, cá nhân, các mô hình điển hình tiêu biểu được tôn vinh trong chương trình hôm nay. Những người hàng ngày, hàng giờ đang ra sức thực hành lời Bác dạy. Mỗi ngày, cố làm một việc lợi cho nước tức là lợi cho mình. Dù là việc nhỏ, thì một năm ta làm được 365 việc, nhiều lợi nhỏ cộng thành lợi to. Nhằm chuẩn bị cho việc triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025, mới đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị Tây Ninh tổ chức hội thảo khoa học, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Hội thảo do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2 và đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh Nguyễn Xuân Luyến nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, việc tăng cường, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng là việc làm thường xuyên, tất yếu của Đảng cầm quyền trong giai đoạn cách mạng mới. Đặc biệt là trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Với hai phần, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong xây dựng Đảng bộ tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn hiện nay, hội thảo đã ghi nhận nhiều phát biểu tham luận và ý kiến thảo luận. Chủ đề này là hoàn toàn phù hợp trong cái điều kiện hiện nay. Thứ nhất, đây là vấn đề rất quan trọng của Đảng. Vấn đề thứ hai là chúng ta chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp sắp tới. Việc chúng ta học tập chủ đề này cũng là một bước chuẩn bị về mặt tư tưởng, về mặt đạo đức, về mặt lựa chọn những cái cán bộ đảng viên cho cái nhiệm kỳ mới. Và nó ý nghĩa quan trọng nữa là trong bối cảnh mà chúng ta đang bước vào kỷ nguyên vương bình của dân tộc, nó đòi hỏi người cán bộ đảng viên, nhất là Đảng lãnh đạo và Đảng cầm quyền, phải thể hiện xứng đáng cái vai trò mà nhân dân kỳ vọng giao phó cho chúng ta. Cho nên tôi đánh giá rất cao cái cuộc hội thảo này. Theo Tiến sĩ Trần Thị Kim Ninh, trưởng khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực 2, trong tác phẩm Thưởng thức chính trị, Hồ Chí Minh chỉ rõ, xây dựng Đảng có ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức. Tuy nhiên, những quan điểm chủ đạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chỉnh đốn Đảng còn cho chúng ta thấy, người đã đề cập đến cả các lĩnh vực xây dựng Đảng về đạo đức và cán bộ. Trong giai đoạn hiện nay, theo Tiến sĩ Trần Thị Kim Ninh, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, của tổ chức Đảng là yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng. Trong đó, cần tập trung vào những nội dung đó là không ngừng hoàn thiện về phẩm chất trí tuệ của mỗi cán bộ đảng viên đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, đề ra chiến lược cách mạng và khả năng tổ chức thực hiện nghị quyết, tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với rèn luyện đạo đức cách mạng và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên. Công tác cán bộ là vấn đề then chốt có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của sự nghiệp cách mạng. Phát huy dân chủ trong Đảng trước hết phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo sự kết hợp giữa tập trung và dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, đồng thời tôn trọng ý kiến của cá nhân. Và để nâng cao, để phát huy dân chủ trong Đảng thì phải nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, công khai minh bạch trong công tác cán bộ và phát huy vai trò giám sát của quần chúng nhân dân.
tham luận về nội dung, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng trong Bộ đội Biên phòng Tây Ninh. Đại tá Tiến sĩ Phạm Đình Triệu, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh quản lý đoạn biên giới dài hơn 233 km với 109 mốc quốc giới, 3 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính và 11 cửa khẩu phụ. Kinh nghiệm quý báu được Bộ đội Biên phòng tỉnh rút ra từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của mình đó là để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, phải thường xuyên coi trọng xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các ủy đảng các cấp trong Bộ đội Biên phòng tỉnh. Chúng tôi cũng luôn luôn quan tâm tới cái công tác đấy là xây dựng các cái tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là ở các cái trạm, các cái đồn biên phòng, đơn vị là tiểu đoàn huấn luyện của biên phòng quán triệt. Và để các cái tổ chức cơ sở đảng này tốt ấy, thì chúng tôi cũng luôn quan tâm tới chất lượng đội ngũ đảng viên. Chúng tôi cũng là một trong cái đơn vị đấy là lựa chọn đầu vào để công tác phát triển đảng. Hàng năm đấy thì chúng tôi cũng phát triển đảng theo cái chỉ tiêu giao, thì trong 3 năm trở lại về đây thì chúng tôi cũng hoàn thành được các chỉ tiêu giao. Nếu trong nhiệm kỳ này thì chúng tôi cũng kết nạp khoảng 60 đảng viên trong nhiệm kỳ, là so với cái tỷ lệ đấy là giao thì chúng tôi cũng đảm bảo. Thế nhưng mà chúng tôi cũng luôn luôn đặt ra một vấn đề đấy là để cho một cái chi bộ tốt, đủ sức lãnh đạo đấy thì cái cán bộ đảng viên đấy thì anh phải có cái phẩm chất hay có bản lĩnh chính trị theo cái tư tưởng của Bác đặt ra yêu cầu rất là cao. Đấy, và cái trình độ, cái kiến thức để chúng tôi có thể giải quyết được các vấn đề thực tiễn trên thực hiện nhiệm vụ biên giới. Thì ngoài cái việc giáo dục của các cái tổ chức đảng của ra đấy thì cán bộ đảng viên chúng tôi cũng phải tự rèn luyện đấy để có cái bản lĩnh này, thế rồi cũng tự học để nâng cao trình độ để đáp ứng cái yêu cầu của thực tiễn. Thế thì cũng trong những năm qua đấy thì chúng tôi cũng luôn luôn có rất nhiều cố gắng để hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ. Để hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện mới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định phải thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong Bộ đội Biên phòng tỉnh trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, bảo đảm luôn lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tiến sĩ Nguyễn Thị Trâm, trưởng khoa xây dựng đảng, Học viện Chính trị khu vực 2, trình bày tham luận một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong giai đoạn hiện nay. Trình bày tham luận giải pháp thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2025 trong Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Cúc chia sẻ. Năm 2025 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối nhiệm kỳ 2020-2025, cũng là năm tập trung nỗ lực thi đua phấn đấu, thực hiện có kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh đề ra. Đặc biệt là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030. Bên cạnh đó, Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu, đến năm 2030, trở thành địa phương phát triển khá của vùng Đông Nam Bộ và cả nước, và những nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Nghị quyết Đại hội 12 Đảng bộ tỉnh đề ra sẽ đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh. Do đó, việc biên soạn, triển khai tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2025, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Để thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2025 trong Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Cúc cũng đề xuất 4 giải pháp liên quan đến công tác tư tưởng về làm theo, về nêu gương và tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, kiên quyết đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, báo chí, nhân dân trong giám sát thực hiện. Ngoài ra, hội thảo còn được nghe nhiều báo cáo tham luận, các ý kiến thảo luận, góp ý rất xác đáng, tinh thần trách nhiệm cao về lý luận cũng như thực tiễn. Các ý kiến tham luận, thảo luận rất tập trung theo định hướng của chủ trì hội thảo. Nhiều ý kiến bàn về nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2025, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng trong giai đoạn hiện nay trong đảng bộ. Qua hội thảo, chúng tôi cũng nhận thấy có rất là nhiều ý kiến, ý tưởng, nội dung mới về các vấn đề các đồng chí đã đặt ra, về các giải pháp xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, của đảng viên trong đảng bộ. Vấn đề công tác phát triển đảng viên mới,
vấn đề tăng cường công tác kiểm tra giám sát, vấn đề về phòng chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí, vấn đề nêu gương cũng như những vấn đề nâng cao cái chất lượng ban hành, triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết và nhiều vấn đề liên quan khác. Kết quả của hội thảo khoa học là một trong những cơ sở thông tin lý luận và thực tiễn để ban biên soạn hoàn chỉnh chuyên đề, trình thường trực tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy triển khai, tổ chức thực hiện trong đảng bộ tỉnh Tây Ninh. Quý vị thân mến, chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh kỳ này đến đây là hết. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.